Rồi, hai, xúc đạo kiếm phong thủy xin chào tất cả anh em nhé. Rồi, thì hôm nay mình sẽ làm về tổng hợp những cái mẫu T10, những mẫu kiếm nhật cao cấp mà bên mình đang còn và đang có sẵn nha anh em nhé. Thì để vào chi tiết từng cây thì mình nói luôn qua về hình thức giao dịch. Thì hiện giờ tất cả những cái mẫu như này nó tầm giá từ 3 triệu rưỡi cho đến 9 triệu rưỡi. Thì bên mình hiện giờ nhé, ship thì hiện giờ là bên mình chỉ nhận đơn hàng chuyển khoản trước và nhận hàng sau, tức là chuyển là 100% đấy anh em. Đấy, còn sau này mà xe các xe pháo nó chạy thông hoặc là các chuyển phát nó làm thông, có những bên thu tiền thì mình sẽ có hỗ trợ anh em là cọc phí ship và hàng đến thanh toán là ở một số tỉnh từ miền Trung và miền Bắc thôi. Còn bắt buộc ở trong miền Nam, kể cả dịch hay không dịch thì anh em đều phải chuyển khoản, vì là những cái sản phẩm này nó dài cho nên là ship code nó hơi khó nhé, hơi khó một chút. Đấy, thì anh em có thể lựa chọn một số sản phẩm khác tầm phân khúc khoảng dưới 2 triệu thì bên mình ship code. Đấy là mình đang nói là về sau này hết dịch ấy anh em nhá. Đấy, chứ còn bây giờ thì Nam hay Bắc thì cũng vẫn phải chuyển khoản hết. Đấy, đấy nhá anh em nhá. Rồi, đấy, đây là số điện thoại của mình. Đấy, rõ ràng. Đấy, anh em mua hàng thì anh em cứ liên hệ với Zalo, số điện thoại mình đây này. Đấy, và anh em cần check uy tín thì anh em cứ gọi video rồi. Đấy, thì mình sẽ quay cho anh em kho hàng. Đấy, đấy, cảm thấy anh em tin tưởng được, anh em ok được thì anh em mua, còn không thì anh em xem cho vui thôi nhá. Rồi, đấy, đầu tiên hôm nay mình sẽ vào những cái cây từ đắt đến rẻ nhá anh em nhá. Đấy, rồi cây này thì trong phân khúc thì hàng này nó ít phụ kiện đẹp. Đấy, thì nó là bên mình cũng đang giảm giá mùa dịch này, thì trước thì nó khoảng 4 triệu rưỡi, giờ thì nó giảm đi còn 3 triệu rưỡi một cây như này. Đó, vỏ xanh, hàng thép T10. Đấy, vân lưỡi đây. Đó, ok chưa anh em? Cây này thì khoảng 3 triệu rưỡi nha anh em nhá. Đấy, vẫn có bớt cà phê cho anh em để anh em chơi. Đấy, tiếp theo là đến về cái cây này thì bên mình là bán 4 triệu rưỡi, cũng hàng thép T10. Đấy, để phân biệt giữa hàng thép, hàng cao cấp và những hàng phổ thông là những cái hàng trưng bày ấy, thì nó là full tang, nó có chốt tre ở đây, tất cả những cây này đều có là chốt tre hết nha anh em nhé. Đó, và lưỡi cực kỳ sắc bén nha anh em nhé. Hàng mon này rất là đẹp cho anh em. Đó, rất là đẹp, anh em thích kiểu nào thì anh em ưng kiểu nào thì anh em lấy kiểu đó. Ừ, vỏ gỗ bọc da bên ngoài như thế này. Đấy, hình thù như thế này. Đó, đấy, hàng này thì anh em chặt chém thì vô tư hơn một chút nha anh em nhé, chặt chém là thoải mái vô tư hơn một chút. Đấy, đấy, nói chung là ok rồi nha anh em nhé. Đấy, còn trưng bày thì nói chung là tầm giá là trên 2 triệu là chặt chém gọi là tạm ok rồi. Đấy, còn 4 triệu là cũng khá ok đấy nha anh em nhé. Đấy, còn những cái dòng khoảng dưới 1 triệu, dưới 2 triệu là những cái dòng phổ thông ấy, những cái dòng trưng bày ấy, thì chặt chém thì nó không ăn thua. Đấy, nhưng mà anh em chỉ trưng bày được thôi, còn cái loại này nó vừa trưng bày được mà vừa chặt chém được, có chuyện là cũng ok. Và hàng rất là sắc bén nha anh em nhé. Đây, ví dụ cây này là cây Gunto, cũng là vỏ gỗ bọc da nha anh em nhé. Đấy, vỏ gỗ bọc da hết. Đấy, cây này thì mình đã tra dầu rồi. Đấy, xịt qua một cái lớp dầu bảo dưỡng. Đấy, để cho nó giữ cái cây nó không bị han gì. Đấy, vỏ gỗ bọc da. Đấy, em thích cây nào thì em thích. Những cái cây này thì tầm giá là cũng là 4 triệu rưỡi nha anh em, thích cây nào lấy cây đó. Rồi, sang tiếp theo cũng là tầm giá đó luôn. Để mình quay sát lại một chút để mình cây này thì cũng là tầm giá đó. Đấy, cây này thì chắn rồng. Đấy, tay cầm bọc da. Đấy, rất là đẹp. Anh em nào là mệnh nhà hỏa thì cây này thì cũng hợp lý nhá. Đấy, cái lưỡi thì nó cũng là lưỡi T10 nhưng mà nó được lướng màu nha anh em nhá. Đấy, vân đây. Vì nó là màu tối màu cho nên anh em không thể nhìn rõ được cái vân. Đấy, quay sát anh em thấy được. Nó lướng màu, đấy, bóng bẩy luôn, rất là bóng.
Đấy, những cái độ hoàn thiện nó là rất là chi tiết, rất là cao nha anh em nhé. Cái lưỡi này khá ok đấy. Cây này thì mình còn một cây nữa thôi. Đấy, anh em nào nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Hôm nay mình sẽ làm tổng hợp lại cho anh em xem, vì để cho anh em xem nó đã mắt nhá. Đấy. Và tiếp theo đó là dòng này là về là cũng là dòng Tachi T10. Đấy, cây này thì nó là cũng là phụ kiện nó là hợp kim thôi. Đấy, chưa là phải phụ kiện đồng nha anh em nhé. Cây này thì bên mình đang bán với giá là 5 triệu 800 nghìn Tachi. Cây này là nó có hộp, cây này là tất cả các cây là nó có hộp nha anh em nhé, tất cả các cây là có hộp, nhưng riêng bắt đầu từ tầm những cái cây này trở đi này là hộp của nó là hộp đây, hộp full phụ kiện như thế này. Đây mình đang để đây cho anh em, mình sẽ quay cho anh em luôn. Đấy, nó full phụ kiện như này. Đó, kệ này, khăn này, các thứ này. Đấy. Nhưng anh em phải hiểu là hộp của nó là full phụ kiện. Anh em phải hỏi là cây này là cây full phụ kiện hay hộp có full phụ kiện hay không. Còn những cái cây còn lại ấy, thì là nó hộp như này. Đấy, cây còn lại hộp như này. Còn từ cái cây này trở đi là nó có cái hộp đẹp như kia. Thì cái hộp đấy thì nó anh em không lấy hộp thì cái mình sẽ bớt cho anh em. Nó chỉ khoảng gần 5 triệu nữa thôi. Đấy. Ví dụ cây này là cây này mình đang bán là 5 triệu 8. Đấy, full phụ kiện. Đấy, thì anh em không lấy hộp thì mình vẫn bớt cho anh em, bớt hộp này, bớt gọi là cà phê cho anh em, thì nó chỉ khoảng dưới 5 triệu nha anh em nhé. Đấy, thì cái rõ hơn thì anh em inbox cho mình. Đấy. Anh em phải hỏi là phải full phụ kiện hay không nhé, anh em phải hỏi ấy. Nhiều khi anh em vào mà ui anh em bên kia nó bán cây này có chưa đến 5 triệu mà anh bán 5 triệu 8, đấy chẳng hạn như vậy đúng không, thì anh em phải hỏi là có bên có full phụ kiện hay không nhá, chứ không anh em lại cứ tưởng là nhầm lẫn là bên mình bán đắt đấy. Bán đang là mình nó là full phụ kiện đấy. Ví dụ cây này cũng là cái hộp như trước, như vừa lấy luôn, thì cây này cũng là bên mình đang bán là 6 triệu 3 full phụ kiện đấy. Còn bình thường mình thấy anh một số anh em trên mạng bán ấy, thì là hình như là bán khoảng 6 triệu cây này, nhưng anh em phải hỏi là 6 triệu là 6 triệu đã có full hộp hay chưa. Nếu mà chưa full hộp ấy mà bán 6 triệu thì bên mình là 6 triệu 3 full hộp đấy, anh em hiểu, bên mình 6 triệu 3 là full hộp, anh em không lấy hộp thì nó còn phải dưới 6 triệu nha anh em. Anh em phải hiểu cái vấn đề, không lại anh em lại cứ nghĩ bên mình lại bán đắt cho anh em. Đấy. Đấy. Cây này thì là có anh em bán rồi, có một người họ anh có khách lấy rồi, thì hôm nay mình quay cho anh em tham khảo. Ví dụ anh em thích cây này nữa thì mình có thể là đợi chuyến sau, đấy, mình về thì mình sẽ nhập về cho anh em nhé. Đấy. Những cái cây này thì anh em cũng chả cần đâu, chả cần phải order đâu. Mình cũng chả bắt anh em cọc đâu, vì kiểu gì mình cũng sẽ nhập về, thì mình cũng không cần phải anh em phải bắt cọc gì cả. Khi nào về anh em còn theo dõi thì anh em lấy thôi nhá. Đấy, cung lưỡi T10. Đấy, cái lưỡi này Harmon rất là đẹp nhá anh em nhá. Harmon rất là đẹp, Harmon to bản. Đấy. Ok chưa anh em, Harmon to bản rất là đẹp. Đấy, phụ kiện nó cũng là ok đấy. Đẹp. Đấy, cây này là cũng full phụ kiện. Cây này bên mình là bán 6 triệu 8 là bắt đầu là cũng là da cá này, phần trắng này nó bằng da cá này. Đấy, chắn đồng rồi này. Đấy, rất là đẹp, cây này rất là đẹp nhé. Cây này 6 triệu 8, anh em không lấy phụ kiện thì mình cũng bớt cho anh em nhé. Đấy, mình cũng những cái dòng T10 này thì nó sắc lắm anh em. Đấy, mình cũng lấy test cho anh em xem. Đây, giấy xi măng, giấy này mỏng lắm anh em. Ok chưa anh em. Đấy, sắc lắm anh em. Đấy, sắc kinh khủng đấy. Đấy, sắc cái cắt nhỏ thôi là nó cũng đít rồi. Đấy, giấy rất là mỏng manh và mềm, mà cắt rất là tốt, thì cái lưỡi nó làm mài sắc tỉ mỉ lắm. Ừ. Ừ. Đó.
Đấy, anh em cây này thì 6,8 triệu thì anh em không lấy phụ kiện thì mình cũng sẽ bớt cho anh em. Cái này không phải lo. Bớt phụ kiện thì không lấy hộp phun phụ kiện thì mình sẽ bớt. Đấy. Còn hai cây bên cạnh thì một cây là cây đen này là 9 triệu, cây bên này đây cây 9 triệu là cây này. Cây này thì nó ok hơn. Rất là ok đấy. Da cá, đấy, phụ kiện da cá, phụ kiện đồng. Chạm khắc tỉ mỉ. Đấy, chạm khắc rất là tỉ mỉ đấy, anh em xem ạ. Chạm khắc rất là tỉ mỉ luôn. Đó. Màu đen pialo nhá, đen bóng. Đấy, vào cái phần lưỡi nó thì rất là ok. Đấy, nó rèn cũng rất là đẹp, cái lưỡi của nó rất là đẹp màu nhé anh em nhé. Đấy. Càng về lên trên thì nó càng độ sáng nó càng cao, nó tạo lên cái này thì rèn thủ công nhé anh em nhé. Đấy. Rất là đẹp, cái này 9 triệu nhé anh em, 9 triệu full phụ kiện. Không có phụ kiện anh em không lấy phụ kiện thì bên mình cũng bớt cho anh em, vì cái bộ phụ kiện đấy nó cũng gần cả triệu rồi anh em ạ. Đấy, cái bộ phụ kiện đấy nó có mấy thứ linh tinh á, nó cũng hay. Nếu mà anh em không cần, anh em chỉ cần về cái cây kiếm thôi thì anh em lấy mỗi cây cũng được. Đấy, thì mình sẽ bỏ vào hộp như này cho anh em này. Đấy, vẫn có hộp nhưng mà hộp như này thôi. Còn anh em lấy cái hộp mà phun phụ kiện kia ấy, thì nó là 9 triệu, còn không lấy hộp phun phụ kiện, lấy hộp thường thôi ấy, thì là mình sẽ bớt cho anh em nha anh em nhé. Đấy, thì nó cái phun phụ cái hộp phụ kiện đấy thì anh em đi tặng đi biếu thì nó đẹp hơn. Đấy, nếu anh em đi tặng đi biếu, còn anh em nếu mà chơi gọi là chỉ cần đến cái cây kiếm như này thôi thì nói thì anh em không lấy cũng được, cũng không sao. Mình bớt cho anh em thì để cho giá thành nó thấp xuống nha anh em. Cây này thì bên mình là bán 9.500.000. Đấy, cũng là con rồng này rất là đẹp nha anh em nhé. Chạm khắc rất là thủ công. Đấy, tay cầm da cá đấy. Đấy. Một phần trắng da cá đây, phụ kiện nó đây. Trong cái lớp ni lông này thì nó hơi khó nhìn nha anh em. Đấy, còn là cái thiết kế của năm nay, năm 2021 này là thiết kế cái vỏ nó kiểu như này. Kiểu là sơn kiểu dạng vân da cá, sơn của vân da cá ngọc trai nha anh em nhé. Đấy, kiểu phụ kiện năm nay. Đấy, nó kiểu như thế. Đó. Rồi. Và trên lưỡi của nó thì là có khắc hai bên là hai con, mỗi bên là một con rồng, rất là đẹp nha anh em nhé. Đấy. Cây này là 9 triệu rưỡi, làm cũng rất là ok, thủ công. Đấy. Những cái phần khóa vỏ của nó đây, nó làm rất là tốt nha anh em nhé. Đấy, rất là tốt và đẹp. Đó, anh em thấy đó. Đấy. Tinh sản. Đấy. 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 Thì cây này thì hôm bữa là mình cũng đem ra mình lau hết dầu cho anh em rồi. Thì hôm nay mình sẽ đây, mình sẽ lau lại cho anh em để anh em xem cái độ hoàn thiện của nó rất là chi tiết nhá. Đấy, mình lau đi cho anh em. Đó, ok chưa anh em? Rất là đẹp. Đấy, thì mình cũng đây, thì mình cũng hay có cái hông lọ, mình cũng làm video giới thiệu cho anh em mà. Đây, mình chỉ tra vào như này. Đấy. Mình tra vào cái mỡ này gọi là mỡ nước anh em nhé. Khi xịt ra thì nó là mỡ nước, nhưng mà để một lúc mấy giây lại là nó đông lại, nó đặc lại, nó kiểu dạng mỡ nước nha anh em nhé. Đấy, thì nó bảo quản cái lưỡi rất là tốt hơn đó, anh em thấy đó. Đấy, mình cũng bôi vào cho anh em không, tức là để được rất là lâu nha anh em nhé, nó bám kết rất là dính. Đấy, cái này là mình đã có video hướng dẫn anh em rồi. Và cái phần khóa vỏ đây nó lại bằng sừng này, bọc sừng này, bên ngoài bọc gỗ. Đấy, rất là ok. Đấy, ok chưa anh em? Đấy, thì anh em mua hàng, anh em thiện chí thì bên mình vẫn cứ bớt cà phê cho anh em bình thường. Đấy, thì những mặt hàng này thì anh em lưu ý, anh em lên tìm hiểu kỹ về shop mình đã thì anh em hãng mua. Đấy, để tránh lừa đảo nhé anh em nhé. Đấy, số điện thoại rõ ràng này, anh em phải tìm hiểu kỹ về shop mình làm ăn như thế nào thì anh em hãng hỏi, chứ nhiều anh em vào ấy là
hỏi là giá bao nhiêu, xong là mình trả lời giá xong mình nói là bên mình chỉ nhận đơn hàng chuyển khoản, là chửi bậy tùm lum cả. Đấy, nó mất cái văn minh đi, nó mất cái hay đi như anh em ạ. Đấy, mình thì tìm hiểu, mình mua 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 hàng thì mình phải tìm hiểu kỹ. Đấy, hàng hóa thì tôi cũng chả bắt anh em mua. Đấy, anh em thích thì anh em ủng hộ thôi. Đấy, thì vì nó không phải là cái quần cái áo. Đấy, nó là những sản phẩm nó rất là gọi như là hàng cấm buôn bán, cấm trưng bày, cấm buôn bán, cấm tàng trữ. Đấy, thì nó rất là, nó không như cái quần cái áo, cho nên là anh em phải tìm hiểu kỹ. Đấy, thứ nhất là vừa đỡ mất thời gian của anh em mà cũng đỡ vừa mất thời gian của mình. Đấy, vào nó gây ra những cái chửi nhau, nó mất đoàn kết. Đấy, mình thì mình chả bao giờ chửi anh em đâu, vào anh em mua được thì mua thôi, không mua thì thôi thôi, mình cũng chả trả lời đôi co với anh em làm gì. Vì những cái sản phẩm tầm phân khúc như này là những, mình nói luôn là dành cho những anh em thực sự hiểu biết và thực sự biết về shop mình làm ăn như thế nào. Thì anh em tìm hiểu thì tìm hiểu bằng cái gì? Bằng xem những cái video live stream của mình nhé. Ở trên YouTube của mình có những video live stream khoảng hơn tiếng 2 tiếng đấy, thì anh em cứ xem. Đấy, hoặc là anh em cần gọi video. Đấy, thì mình cũng hỗ trợ anh em gọi video để anh em tin tưởng hơn. Đấy, còn lại không được nữa thì thôi, là anh em đều vui vẻ cả nhé anh em nhé. Đấy, thì hôm nay mình đã giới thiệu cho anh em đôi 4, 6, 8, 9 mẫu. Đấy, từ giá 3 triệu rưỡi cho đến 9 triệu rưỡi, tất cả mọi phân khúc là bên mình đều đang có. Đấy, giá anh em thích giá cả như nào thì đều có hết. Đấy, thì anh em mua hàng thì xin liên hệ với cái số điện thoại và Zalo của mình là 0705 835 889 nhé. Số cuối cùng là số 9, nó hơi loa tí. Ok chưa anh nha? Rồi, cảm ơn anh em đã xem hết video của mình.